Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thị trường tiêu dùng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Trong khi giá vàng thế giới có xu hướng tăng, giá vàng trong nước vẫn duy trì ổn định ở mức dưới 77 triệu đồng một lượng. Kết thúc tuần, giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn duy trì ổn định. Hiện tại giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng miếng SJC vẫn đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank bán ra ở mức 76,98 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng thương hiệu PNG đang neo mức 74,98 triệu đồng một lượng mua vào và 76,98 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng nhẫn thương hiệu này đang ở mức 74,6 triệu đồng một lượng và 76,1 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Cũng trong ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hiện ở mức 24.246 đồng. Từ tháng 1 năm 2025, tài khoản phải đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học thì thẻ ngân hàng mới được sử dụng để giao dịch online. Tính đến hết ngày 3 tháng 7, có 16,6 triệu tài khoản khách hàng đã được các ngân hàng đối chiếu với dữ liệu sinh trắc học của Bộ Công an. Thông tư 18 cũng quy định mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, một thẻ được rút tối đa tương đương 30 triệu đồng trong một ngày. Đối với thẻ tín dụng, tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa là 100 triệu đồng trong một tháng. Ngoài ra, hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân có tài sản bảo đảm tối đa là 1 tỷ đồng. Trường hợp không có tài sản bảo đảm, hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 triệu đồng. Thông tư 18 còn quy định một số trường hợp trong thu hồi thẻ như thẻ giả, thẻ sử dụng trái phép, phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật. Các trường hợp thu hồi thẻ khác được thỏa thuận tại hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ. Chính phủ cho phép cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn qua cơ chế mua trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia. Cụ thể, trường hợp mua bán điện trực tiếp qua đường dây kết nối riêng là hoạt động ký hợp đồng mua bán điện và giao nhận điện năng qua đường dây kết nối riêng giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn sẽ thực hiện mua bán điện trực tiếp thông qua đường dây kết nối riêng theo các nguyên tắc hợp đồng mua bán điện do hai bên thỏa thuận, giá bán điện do hai bên thỏa thuận. Về hình thức mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia, việc bán điện của đơn vị phát điện năng lượng tái tạo qua thị trường điện giao ngay và việc mua bán điện với tổng công ty điện lực. Theo quy định, giá thị trường điện giao ngay là giá thị trường điện toàn phần được hình thành theo từng chu kỳ giao dịch của thị trường điện giao ngay và được xác định bằng tổng của giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường. Trong đó, giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường được xác định theo quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành. Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tổng số thuế từ các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp qua cổng thương mại điện tử 6 tháng đầu năm là 4.039 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Tài chính cũng cho biết đã có thêm 26 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký kê khai nộp thuế tại Việt Nam qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài trong 6 tháng đầu năm. Lũy kế đến nay đã có 102 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua cổng thương mại điện tử, đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Hà Lan, Hàn Quốc và Singapore. Hiện nay, thời tiết nắng nóng kéo dài là dịp để thị trường các sản phẩm chống nắng nóng, đặc biệt là sản phẩm kem chống nắng lại càng trở nên sôi động, hút khách hơn. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng, kem chống nắng trên thị trường hiện nay thường được sản xuất dưới một số dạng, lỏng, xịt, sáp. Nếu người tiêu dùng đã quen thuộc với các dòng kem chống nắng dạng lỏng, chỉ cần thoa trực tiếp và đợi vài phút để chất kem thẩm thấu vào da, kem chống nắng dạng sáp, hình thỏi cũng được nhiều người lựa chọn, dễ sử dụng chỉ cần lăn trực tiếp lên vùng da cần bảo vệ. Hiện nay trên thị trường rất nhiều loại sản phẩm chống nắng, khuyến cáo người tiêu dùng cần dùng kem chống nắng chất lượng có uy tín, nguồn gốc rõ ràng, cần cân nhắc về thành phần, kết cấu sản phẩm và giá thành để có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả của kem chống nắng, cần kết hợp duy trì thói quen mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, kính mắt, găng tay chống nắng khi đi ra ngoài. Từ đầu năm đến nay, thị trường vàng trong nước biến động khá mạnh, khiến thị trường vàng luôn trở thành điểm nóng khi giá vàng trong nước và quốc tế liên tục xác lập kỷ lục giá đỉnh cao của mọi thời đại.
Từ đầu năm đến nay, giá vàng trong nước diễn biến tăng bất thường, biến động tăng giá vàng xảy ra có những thời điểm liên tiếp nhau. Khi tháng 4, giá vàng SJC đạt đỉnh là 85 triệu đồng một lượng và sang tháng 5 đã vượt 90 triệu đồng một lượng. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử của thị trường vàng Việt Nam. Thời điểm đó, khách hàng đến giao dịch tại các cửa hàng tăng cao. Khảo sát tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, 6 tháng đầu năm 2024, lượng vàng và doanh thu bán hàng tăng cao so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu 6 tháng đầu năm của cửa hàng có tăng trưởng 116% so với cùng kỳ và số lượng vàng bán ra có tăng trưởng 75%. Nguyên nhân cũng chủ yếu đến từ việc giá vàng thế giới tăng cao, bất ổn chính trị toàn cầu, lãi suất ngân hàng thấp và thị trường bất động sản ảm đạm nên người dân chủ yếu sẽ đổ xô đi mua vàng. Kể từ thời điểm ngân hàng nhà nước bán vàng qua các ngân hàng thì khách hàng mua vàng miếng của BNG giảm so với tại thời điểm trước đó, thì bên cạnh đó thì khách hàng chủ yếu là đổi qua mua trang sức. Nhằm bình ổn thị trường vàng, từ ngày 3 tháng 6 năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai phương án bình ổn thị trường vàng mới bằng cách bán vàng miếng SJC trực tiếp tới người dân thông qua 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC bán ra thị trường theo giá Ngân hàng Nhà nước quy định, bước đầu đã có những hiệu quả nhất định. Ngân hàng Nhà nước chúng tôi sẽ phối hợp với lại các cái cơ quan chức năng như Quản lý Thị trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an để tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý nếu như có vi phạm. Theo các chuyên gia nhận định, giá vàng miếng vẫn sẽ chịu áp lực khi Ngân hàng Nhà nước ấn định giá vàng bán qua kênh ngân hàng thương mại. Chính vì vậy, khách hàng nên thận trọng đầu tư vào vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới đầy biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thị trường tiêu dùng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.